Chào các em, đây là cái phần tìm thuật toán để tính tổng dãy số cách đều. Cái này trong toán học các em làm rồi. Thuật toán của nó gồm đi qua hai bước. Bước thứ nhất là các em tìm số các số hạng bằng cách lấy số cuối của dãy số trừ đi số đầu của dãy số chia cho khoảng cách giữa hai số liền kề và cộng thêm một. Sau đó thì các em tính sang bước 2 là tìm tổng bằng cách lấy số cuối cộng với số đầu nhân với số các số hạng vừa tìm được ở bước 1 rồi chia cho 2. Như vậy có thuật toán này rồi, chúng mình sẽ áp dụng tính tổng của các số bằng từ 11 cộng 15 cộng 19 cộng cho đến 1248. Như vậy ở đây số cuối là 1248, số đầu là 11 và khoảng cách giữa chúng là 4. Như vậy thì bây giờ mình sẽ dựa vào đó để mình đi lập trình trên ngôn ngữ lập trình Socrates. Vậy bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu các em nhé. Chúng mình sẽ khởi động Socrates này. Sau đó thì đây, chúng mình sẽ đi khởi động Socrates. Sau khi đi khởi động Socrates rồi thì mình bắt đầu là đi xây dựng. Như vậy bài này thì mình sẽ phải tạo lên các biến. Tạo cái biến thứ nhất là biến số cuối. Đó. Tạo biến thứ hai là tạo cái biến số đầu. Tạo cái biến thứ ba là cái biến khoảng cách. Tạo cái biến thứ tư là cái biến tổng. Đó, biến tổng. Như vậy còn một cái biến nữa, biến tổng nên mình sẽ tạo sau. Mình sẽ phải tạo cái biến tiếp theo, đó là biến số các số hạng. Và biến thứ tư mới là biến thứ năm là mình tạo biến tổng. Tổng của dãy mà mình cần tìm. Như vậy ban đầu nó sẽ liệt kê một loạt biến ở đây, tí nữa mình sẽ nhìn vào nó là biết kết quả thôi. Như vậy đầu tiên bây giờ mình sẽ phải đi nhập số cuối và số đầu. Như vậy mình sẽ hỏi xem là số cuối, mình sẽ đi nhập số cuối. Số cuối là bằng cái gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt đầu đi stress cho cái số cuối. Số cuối bằng một cái câu trả lời do mình tự trả lời. Như vậy là mình đã nhập xong cái số cuối. Bây giờ mình copy nó lại, mình chuyển sang số đầu. Mình cũng sẽ copy nó lại để mình chuyển sang số gì. Như vậy chỗ này là số đầu. Bằng. Đấy, vậy mình sẽ chọn là số đầu. Tiếp theo là mình sẽ làm là số cuối, số đầu. Tại sao nó lại có mỗi cái này nhỉ? Số cuối số đầu, ôi tự nhiên là bị lại xóa đi rồi, nhìn nhầm số cuối số đầu. Bây giờ đến là khoảng cách của chúng mình phải nhập vào thì mình mới biết để mà tính. Như vậy ở đây là khoảng cách. Sau khi tìm xong rồi á, đầu tiên sau khi nhập xong dữ liệu rồi thì theo thuật toán mình bước 1 là mình sẽ đi tìm tính cho cái biến số các số hạng. Số các số hạng thì bằng gì nhỉ? Bằng số cuối cộng với trừ đi số đầu chia khoảng cách rồi cộng thêm một. Như vậy cái phép tính của nó là phép cộng này. Và ở sau đây là cộng với một. Còn phía trước của nó là số cuối trừ đi số đầu và chia cho khoảng cách. Như vậy phía trước của nó phải là có cái phần chia. Như vậy cái chia ở đây là chia cho khoảng cách đây. Và phía trước của nó thì là bằng số cuối
trừ đi số đầu. Như vậy mình sẽ lấy cái phép trừ đây, mình sẽ lấy phép trừ đây, đúng không? Mình sẽ lấy phép trừ rồi đó. Như vậy là bằng số cuối trừ đi số đầu chia khoảng cách rồi cộng thêm 1. Như vậy các em phải nhớ thứ tự ưu tiên nhé. Mình sẽ kéo số cuối này, mình trừ đi số đầu này, chia khoảng cách và cộng thêm 1. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vào đây này. Đó, như vậy mình sẽ tìm được số các số hạng. Sau khi tìm được số các số hạng rồi thì mình sẽ đi tìm được cái bước 2 của nó, là mình đi tìm được tổng. Tổng của nó thì bằng gì nhỉ? Số cuối cộng số đầu nhân số khoảng cách rồi chia cho 2. Như vậy cái phép tính của nó sẽ là phép chia. Và đây là chia cho 2. Còn phía trước của nó là số cuối cộng số đầu nhân khoảng cách. Như vậy đầu tiên mình đây, phép ưu tiên của nó là phép nhân. Như vậy cái nhân phía sau đây sẽ nhân với số các số hạng, đúng không? Nhân với số các số hạng đó. Còn phía trước của nó sẽ là số cuối cộng với số đầu, thì mình sẽ lấy số cuối cộng với số đầu. Số cuối này cộng với số đầu này được bao nhiêu mới nhân với số các số hạng và chia cho 2. Như vậy đây là mình tìm được tổng này. Sau đó bây giờ mình muốn nói cho thiên hạ biết rằng là tổng tôi tìm được như thế này rồi đấy. Thì mình sẽ hiển thị lên cái biến tổng của nó. Và mình muốn nói trong vòng bao nhiêu giây. Ví dụ mình muốn nói trong 10 giây chẳng hạn. Rồi, bây giờ thì mình thử xem đi chạy nó đã được chưa nhá. Mình sẽ đi chạy chương trình này. Số cuối mình lấy ví dụ cái bài mình vừa làm là 1, 2, 4, 8. Ấn Enter. Số đầu là 11. Ấn Enter. Khoảng cách là 4. Ấn Enter. Như vậy nó sẽ tìm được cái số các số hạng. Như thế này thì nó bị lẽ mất, đúng không? Như vậy cái ví dụ này mình cho cái dãy này là không hợp lý. Nó sẽ dãy này là không hợp lý. Như vậy mình sẽ phải phải chỉnh sửa lại một chút xíu. Nếu không thì cái tổng của mình nó bị lẻ và số các số hạng nó cũng bị lẻ, thế thì không hợp lý. Như vậy thì ta sẽ nghĩ xem nào, sẽ tìm ra số cuối cộng số đầu bằng bao nhiêu. Chỗ này mình sẽ chỉnh lại thành 1259. 1259. Rồi bây giờ mình sẽ thử xem 1259. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái này mình thử xem lại xem. Như vậy bây giờ tôi chạy chạy lại chương trình. Số cuối là 1259, số đầu là 11, khoảng cách là 4. Rồi, như vậy nó sẽ tìm được là số hạng là có 313 số hạng và tổng của nó tìm được là 198.755. Đó, nó hiển thị hết lên đây. Và cái dòng nói ấy chẳng qua là để nó hiện lên cái con này thôi. Còn quan trọng là nếu như các em tạo ra cái biến rồi ấy, thì nó hiển thị luôn lên đây. Còn các em mà không tạo cái biến ấy, thì nó chỉ nói trên cái đầu cái con vật này có mấy thôi. Thế thì mình sẽ không quan sát được. Như vậy thì tốt nhất là mình nên gì? Tạo lên cái biến. Vậy thì cái phần biến nó là cái phần đây. À và các em mà cảm thấy là mình không thạo cái tiếng Việt ấy, cái tiếng Anh ấy, thì mình chuyển nó sang tiếng Việt. Đây. Bây giờ thì đây, cái câu lệnh của nó là như thế này. Để các em nhìn vào mình sẽ làm được. Đó, sau khi các em quan sát có cái thuật toán rồi thì các em cứ làm lập trình theo đúng thuật toán là được thôi mà. Đúng không? Sau khi làm xong rồi ấy, thì các em nên lưu lại bằng cách vào tập tin, chọn lưu về máy tính. Các em đã học cái này thì nên tạo cho mình một cái thư mục Scratch và chỗ này mình sẽ đặt tên cho nó. Đặt tên cho nó là tổng dãy số cách đều, đúng không? Đó, ví dụ thế. Mình ấn Save. Như vậy là mình đã làm xong rồi các em này. Nhá, quan sát và làm cho cô nhé.